Vũ trụ Marvel vô cùng rộng lớn, nó chứa đựng vô vàn những nhân vật vô cùng mạnh mẽ hay những nhân vật có những trí tuệ vượt trội. Nhưng ở trên tất cả bọn họ, vượt qua sự hiểu biết của con người và những tầm không gian, chúng ta có những thực thể vô cùng vĩ đại đang điều khiển cho sự vận động của đa vũ trụ. Họ là những khái niệm, là định nghĩa hết sức trừu tượng của vũ trụ, được tạo ra để hình tượng hóa những ý nghĩa của vũ trụ. Vậy, bạn có thắc mắc rằng những thực thể nào là mạnh nhất không? Nếu đã muốn biết thì còn chơi gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đào Bới Comics cùng Tentakers. Và sau đây sẽ là danh sách top 10 thực thể mạnh nhất của vũ trụ Marvel Comics. Lưu ý, bảng xếp hạng này chỉ mang ý kiến cá nhân do người đọc suy luận ra để hình thành, vẫn có thể không chính xác, nên đây chỉ có thể xem như tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ tự đọc truyện và xem xét. Chuyên mục từ mới, thuật ngữ chuyên ngành ngày hôm nay. Retcon, viết tắt của Retroactive Continuity, được sử dụng cho hệ thống các nhân vật, sự kiện hư cấu của phim, truyện, v.v. được sử dụng trong truyện tranh như một cách thêm hoặc thay đổi thông tin liên quan đến câu chuyện của một nhân vật, sự kiện hư cấu hoặc thế giới, bất kể sự thay đổi có mâu thuẫn với những gì đã nói trước đó. Trong top ngày hôm nay, các bạn sẽ được nghe đến thuật ngữ này, thế nên lấy giấy bút ra ghi lại cho nhớ nhé. Số 10. First Firmament. First Firmament chính là vũ trụ đầu tiên của Marvel, đồng thời cũng là tổ tiên của Eternity và Infinity. Cô đơn chỉ vì một mình, ông đã tạo ra những giống loài đầu tiên của vũ trụ để phục vụ cho mình, đặt tên cho họ là các Aspirants. Một thời gian sau, những Aspirants có màu mang tên Celestials muốn phát triển vũ trụ, tạo ra các giống loài khác. Bất đồng ý kiến, các Aspirants và các Celestials nổ ra một cuộc chiến. Lúc ấy, First Firmament bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, đã bị tan thành từng mảnh và buộc phải chạy trốn tới tận rìa của vũ trụ. Bản chất của vũ trụ bị tàn rã, sinh ra vô hạn vũ trụ khác, sinh ra vũ trụ thứ hai, chính là đa vũ trụ đầu tiên. Thời gian trôi qua, các vũ trụ liên tục chết đi và tái sinh, quá tức giận vì chờ đợi quá lâu. Lợi dụng lúc Eternity lúc này đã bị trói buộc, First Firmament đã tái xuất và giành vị trí của Eternity. First Firmament mạnh tới mức có thể truyền sức mạnh cho chính Master Order và Lord Chaos, đủ sức giết Adam Living Tribunal. Không những vậy, ông còn kết hợp với hai người họ cùng Inbetweener để tạo ra một thực thể hùng mạnh mới mang tên Logos. Nhưng không may cho First Firmament, khi Eternity tập hợp các Ultimates, những hiện thân khác của vũ trụ, họ đã đưa First Firmament sang Nexplex nhằm tái cấu trúc vũ trụ. Số 9. Nemesis. Nemesis là một tạo vật của Theoana Bovo với quyền năng như một vị chúa, ngay cả True Living Tribunal cũng phải nể sợ bà. Bà cũng chính là cội nguồn sức mạnh của những thực thể khác như Embody Living Tribunal, Master Order, Lord Chaos, v.v. Do quá cô đơn khi biết được bản chất của cái tốt và cái xấu trong vũ trụ, và cũng như sức mạnh của nó, Nemesis đã tự tiêu diệt bản thân bà, tạo ra 7 viên đá vô cực mang sức mạnh khủng khiếp tới mức có thể tiêu diệt cả Megaverse, vô hạn đa vũ trụ. Sau trận chiến giữa Avengers, Ultra Force với Demon Horde, viên thứ 7, Eagle, đã tan biến cùng với hiện thân của Nemesis. Số 8. True Living Tribunal. Living Tribunal cùng với Nemesis là hai tạo vật đầu tiên của Theoana Bovo, và ông chỉ dưới quyền của một vị chúa duy nhất. Living Tribunal mang trong mình sức mạnh của vô hạn đa vũ trụ, ông có nhiệm vụ đảm bảo sự cân bằng của vũ trụ. Living Tribunal có 3 khuôn mặt đại diện cho 3 mặt tính cách của ông. Mặt trước đại diện cho sự công bằng, mặt được che chắn hoàn toàn ở phía bên phải, thể hiện sự cần thiết, và mặt được che chắn một phần bên trái đại diện cho sự trả thù. Cả ba tiếng nói phải đồng ý trong một trường hợp trước khi ông có thể can thiệp. Mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, Living Tribunal có thể vô hiệu hóa các tay vô cực một cách dễ dàng. Hoặc trong sự kiện Marvel vs DC, ông đã góp công tạo ra một Brother đại diện cho Megaverse của Marvel và có thể bóp chết hắn như ăn bánh. Living Tribunal có vô hạn các embody của mình ở khắp đa vũ trụ, trong khi bản thể thật của ông nằm ở Overspace. Số 7. The One Below All. The One Below All chính là một đối trọng đen tối của The One Above All. Ông là thực thể đại diện cho cái chết và bức xạ Gamma. The One Below All thường ở chiều không gian riêng của ông. Below Space nằm ở tầng sâu nhất của địa ngục. The One Below All đã chọn Hulk làm hiện thân của mình, truyền sức mạnh hủy diệt và khả năng bất tử cho anh, khiến The Hulk trở thành sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Trong một tương lai hàng ngàn năm sau, The One Below All đã chiếm lấy thân xác của Hulk và trở thành một Immortal Hulk, giết tất cả các sinh viên ở thực tại thứ 8, ngay cả những thực thể quyền năng như Galactus hay những sinh vật bất tử khác như Franklin Richards và Mr. Immortal. Sau khi ăn thịt Sentience of Cosmos, đại diện của vũ trụ, The One Below All đã vượt qua và gần như trở thành hiện thân của thực tại thứ 9. Ông tiếp tục tiêu diệt toàn bộ sự sống của đá vũ trụ thứ 8. Số 6. Molecule Man, bản Secret Wars 2015.
Molecule Man bắt đầu chỉ là một chàng kỹ thuật viên tên Owen Reese. Trong một tai nạn phòng thí nghiệm, anh được ban tặng cho khả năng điều khiển vật chất ở mức độ phân tử. Nghe tưởng như rất bình thường, nhưng sau khi Marvel quyết định retcon lại Molecule Man, những vật này trở nên bá đạo vô cùng. Thực chất, các Beyonders đã tạo ra một Molecule Man ở một vũ trụ, như một quả bom có sức tàn phá cả vũ trụ ấy. Và những gì anh làm còn đáng sợ hơn rất nhiều. Giữ được Beyonder, một thực thể đáng sợ hơn nhiều lần trong một trận chiến, và trở thành người duy nhất được Beyonder tôn trọng. Hấp thụ Beyonder Realm và các Beyonders, ngăn chặn thảm họa Incursion, một hiện tượng xém nữa có thể tiêu diệt cả Marvel trong một nôn nhạc. Có thể giết True Living Tribunal và Lifebringer Galactus bằng một dòng suy nghĩ. Cùng với Franklin Richards, khôi phục đa vũ trụ sau sự kiện Secret Wars. Và đáng sợ nhất chính là tạo ra cả một Omniverse bao gồm toàn bộ khái niệm về tất cả các vũ trụ có thể, với tất cả các định luật vật lý có thể có, rồi nhét nó vào trong một cái hộp. Số 5. Griever at the end of all things. Griever là hiện thân của sự hỗn loạn, là một sinh vật bí ẩn với mong muốn thấy được sự suy tàn của Eternity và ánh sáng cuối cùng của mọi sự tồn tại. Đi theo bà là những sinh vật quái dị mang tên Endlings. Khi vũ trụ đang dần khôi phục sau sự kiện Secret Wars, nhóm Future Foundation của Reed Richards đang làm nhiệm vụ tái tạo và kiến tạo thêm đa vũ trụ. Không đồng tình với việc làm ấy, Griever đã tấn công nhóm Future Foundation. Để thể hiện cho quyền năng của bà, Griever đã giết chết Molecule Man, một sinh vật quyền năng được kể ở phía trên, dễ như ăn bánh. Mặc dù vào thời điểm khi Molecule Man không còn đỉnh cao như trước nữa, nhưng sau đấy, Griever đã bị Future Foundation và các anh hùng đẩy lui, buộc bà phải lẩn trốn và thề sẽ có ngày báo thù. Số 4. Prodigy. Prodigy là một thực thể vũ trụ, là một người lãnh đạo của Universal Church of Truth, một giáo phái tôn thờ Magus. Prodigy là một kẻ kiêu ngạo, nhưng bên cạnh đó chất chứa một sức mạnh đáng sợ, có thể sao chép quyền năng của các thực thể vũ trụ khác, đồng thời nhân đôi sức mạnh ấy vô hạn lần. Sau khi sao chép được sức mạnh của True Living Tribunal, True Eternity, Hawk God và Post-Recon Beyonder, Prodigy ngạo mạn mà tuyên bố rằng hắn ta sẽ trở thành một The One Above All thứ hai. Những xui xẻo cho thanh niên này, do ăn ở nên đã bị một Celestial mang tên Skaven the Approver, nhân vật này chút nữa sẽ được nói tới, phản đối và khiến cho toàn bộ sức mạnh của Prodigy biến mất. Ngay lập tức, Prodigy bị Living Tribunal nốt trong Eternal Hourglass vĩnh viễn. Số 3. Skaven the Approver. Skaven là một Celestial mạnh nhất từ trước tới giờ, cùng với sức mạnh quá lạ tới điên rồ. Skaven đã được Living Tribunal triệu hồi để làm thư ký trong phiên tòa chống lại Prodigy sau khi gã này đã sao chép lấy sức mạnh của các thực thể vũ trụ khác. Sau khi nghe việc Prodigy tán dóc và trở thành một The One Above All thứ hai, Skaven lạnh lùng, ông ta chỉ đơn giản cho Prodigy một phát dislike, khiến cho Prodigy mất hết sức mạnh mà hắn ta đã sao chép được, đủ hiểu Skaven mạnh kinh khủng tới mức nào. Và chính vì thế, Skaven được xếp vào một trong những thực thể đạt tới mức Beyond Megaverse, vượt xa vô hạn đa vũ trụ. Đồng hạng 2, The One Above All, Pre-Redcon Beyonder, Oblivion. Chính vì không có cách nào để so sánh cả ba nhân vật này, nên mình chỉ xếp cho ba nhân vật này ngang tầm nhau. Thứ nhất là Oblivion. Oblivion là thực thể hiện thân của hư không, là một khoảng không trống rỗng nơi mà mọi thứ được sinh ra, tồn tại trước khi vạn vật được sáng tạo. Oblivion luôn đợi chờ tới lúc mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn. Mặc dù xét về cấp bậc thì Oblivion không thể sánh bằng với Living Tribunal, nhưng ngay cả Living Tribunal cũng không thể lường được sức mạnh và hình dáng thực sự của Oblivion. Oblivion sống ở một nơi mang tên Outer Void, một chiều không gian to hơn Megaverse gấp vô hạn lần, nơi mà Oblivion ăn các đa vũ trụ như ăn sáng. Ngay cả một thực thể hắc ám quyền năng như Chaos King cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô hạn lần của Oblivion, chứng tỏ Oblivion còn kinh khủng khiếp hơn rất nhiều. Thứ hai là Pre-Redcon Beyonder. Beyonder là một thực thể tới từ một nơi nằm rất xa ở vũ trụ Marvel. Ông chỉ xem Embody Living Tribunal như một con vi khuẩn, và cả vũ trụ Marvel cũng chỉ như một giọt nước đối với ông. Beyonder cũng chính là nơi ở của chính mình, Beyond Realm, một chiều không gian mà to hơn cả vũ trụ Marvel vô hạn lần, không thể nào đong đếm được hết sức mạnh thực sự của Beyonder. Ông từng khiến cho sự tồn tại của Death bỗng dưng biến mất, khiến cho không thứ gì có thể chết được. Beyonder gần như toàn năng và toàn diện. Thứ ba, The One Above All. Đây là một nhân vật quá đỗi quen thuộc với các fan comic. The One Above All chính là đấng sáng tạo vạn vật Marvel Universe. Quyền năng của ông chỉ đơn giản gói gọn trong ba chữ: toàn năng, toàn quyền quyết định vạn vật, toàn tri, biết được mọi thứ và toàn hiện ở bất cứ đâu. Ai cũng cho rằng The One Above All là mạnh nhất cả Marvel Universe gộp lại, nhưng thực tế là không phải. The One Above All hiện cũng chỉ ở mức cận toàn năng thôi. Vậy thì bạn có thắc mắc rằng ai là kẻ mạnh nhất không? Và sau đây chính là top 1. Thanos Above All. Ngạc nhiên quá phải không nào? Không ngờ rằng Thanos lại trở thành kẻ quyền năng hơn cả Chúa đấng sáng tạo đúng không?
Vậy điều gì đã khiến cho Thanos vượt lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng này? Trong Thanos Trilogy của nhà văn Jim Starlin, đặc biệt nhất là hai bộ truyện Thanos Infinity Conflict và Thanos Infinity Ending. Sau khi Thanos tìm thấy một bảo vật quyền năng mang tên Regulator, một bảo vật mà ngay cả The One Above All cũng không thể tác động được tới, hắn ta đã dùng Regulator để hút hết sức mạnh của tất cả thực thể trong vũ trụ. Eternity, Death, Living Tribunal và ngay cả The One Above All cũng không thể phản kháng được. Thanos thay thế đấng tạo hóa, trở thành Thanos Above All, một vị chúa mới của Marvel Universe. Nhưng tưởng rằng mọi thứ đã quá hoàn hảo, thì một lần nữa, Thanos lại thất bại. Nhờ có sự giúp đỡ của Adam Warlock, Eros và Pip, một Thanos tới từ quá khứ đã xuất hiện và ngăn cản sự bành trướng của Thanos Above All, khiến cho mọi thứ trở lại như cũ. Trên đây là danh sách top 10 thực thể mạnh nhất Marvel Comics. Bạn ấn tượng nhất với điểm nào? Hãy bình luận cho chúng mình biết nhé. Nếu bạn đồng ý với ý kiến bảng xếp hạng trên của chúng mình, hãy like, share và subscribe video của Tentacles và chuyên mục Đào Bới Comics vì chúng mình còn rất nhiều điều muốn chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại! Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện.